Công ty Vinworld Car Rental tuyển lái xế dấu B2 trở lên, biết tiếng Anh cơ bản. Mô tả công việc, lái xe dịch vụ, du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, lái xe phục vụ lâu dài cho sếp người nước ngoài và các văn phòng tập đoàn nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu công việc, giới tính nam, độ tuổi từ 24 đến 50, có bằng lái xe dấu B2 trở lên, có khả năng giao tiếp Anh văn, ưu tiên hàng đầu, thật thà, trung thực và sạch sẽ, kinh nghiệm lái xe ít nhất 2 năm trở lên và thông thạo đường trong thành phố Hồ Chí Minh. Tác phong gọn gàng, nghiêm chỉnh, tuyệt đối không có thói quen hút thuốc, rượu chè, cờ bạc, ma túy dưới mọi hình thức. Ưu tiên các ứng viên ở gần khu vực quận 2, quận 9, quận Nhất, quận 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Gò Vấp. Quyền lợi được hưởng, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lịch sự, đảm bảo mức thu nhập trung bình cho người lao động từ 7 triệu cho đến 10 triệu đồng một tháng trở lên, đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo luật lao động ban hành, được tham gia các lớp kỹ năng đào tạo của công ty tổ chức. Yêu cầu hồ sơ: một bộ hồ sơ xin việc theo quy định, có thể liên hệ trực tiếp nhận việc ngay gặp chị Hạnh với số điện thoại 0932 098 768. Chỉ tiếp các ứng viên nghiêm túc tìm việc làm và có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ công ty Vinworld Car Rental, địa chỉ 53 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Email amanda.trần@carrental.com.vn. Điện thoại 0902 697 038, gặp chị Hạnh. Ngày hết hạn hợp hồ sơ cho đến ngày 14 tháng 4 năm 2018.